Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 3 tháng 6 năm 2024, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu xu hướng ổn định. Theo khảo sát, tôm thẻ kiểm kháng sinh size 20 con 200.000 đồng, size 25 con lớn 148.000 đồng, size 25 con nhỏ 144.000 đồng, size 30 con giá 134.000 đồng, size 40 con 112.000 đồng, size 50 con 104.000 đồng 1 kg, size 60 con 101.000 đồng, size 70 con 98.000 đồng. Tôm thẻ size 100 con đang thu mua với giá 92.000 đồng 1 kg. Theo ghi nhận, giá tôm sú oxy cũng có xu hướng đi ngang. Tôm sú oxy hẹn size 20 con lớn 320.000 đồng, size 20 con nhỏ 310.000 đồng 1 kg, size 30 con lớn 210.000 đồng, size 30 con nhỏ 200.000 đồng 1 kg, size 40 con lớn 160.000 đồng. Tôm sú oxy size 40 con nhỏ đang thu mua với giá 150.000 đồng 1 kg. Mời quý bà con tham khảo giá thu mua tôm từ các thương lái và khu vực khác trong hôm nay. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay, mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích, xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.